Alex mới đi chợ về nè. Alex với Liam mới đi chợ về. Mới đi chơi về á, mua chút đồ cho Phẩm anh. mệt quá, Phẩm Phẩm nằm nghỉ không dám đi chợ, không có đi À, chợ. muốn sao? Liam mua gì cho Sao? mẹ đó? Liam với Túi ba của mua mẹ gì cho quá mẹ gì? đó? Cho mua ship mua đồ nữa hả? Đây gì? Mua gì đó? Đây cho mẹ. Con mua gì cho mẹ yêu? Đây đây. Cái đó là cái gì? Là ship. Ship hả? Ship để làm gì con? Thấy good kì. Phải ăn thử hả? Thấy ăn chưa? Đây, ăn thử, Liam nó phải ăn thử. Ăn thử, ngồi lên đi. Đứng lại lên ngồi ghế kia nè ăn chứ. Mua gì nữa Liam, có biết không? Mua gì nữa? Liam thú chọn cái này á. À, cái bánh đó hả? À, bánh ngọt với dâu tây á. Dạ. Mà em bị thích thầy cô mặt quay này. Ừ. Mua gì nữa? Hai cha con đi chợ mua gì nữa? Hay hộp phô mai, Hai phô hộp. mai hành lá. Tan tan. Con nói chuyện tiếng Việt cho bà con cô bác nghe vậy chứ. Là phô mai không? Là phô mai. Phô mai ta ta. Chút xúc xích. Ừ. Nếu mình ăn với xúc xích này này, khi nào em có mệt mỏi á, hay là khi con đắp nhiều á, thì để chồng nấu nấu cho đi em thích cái này nên để chồng nấu cho đi em ăn nhé. Ok. Cái này bánh ngọt này không có khác. Ừ. Phải ăn thử, ăn thử. À, một rau củ chút xíu á. Hôm nay là đi đi chợ mua đồ ăn chơi mà cũng mua chút sụt thật này. Mẹ nghe này con trai. Phải ăn thử hai cái đây. Phải ăn thử hai cái đó hả? Ăn thử ngon không? Ai biết đâu. Để chúng ăn thử. Cái này giống như sữa chua mà sô cô la với chút kem một thân á. Ừ. Ngon lắm. Cảm ơn chồng mà đi chợ giúp vợ. Hai cha con đi chợ mệt không? Làm không? Nằm ngủ trong xe luôn. Nghe hả? Em ngủ trong xe luôn hả? Tôi làm mệt. Ok là mệt lắm rồi. Tôi ngủ trong xe. Đi, đi chợ mệt lắm, ngủ trong xe luôn hả? Đi lại. Mệt nhiều hay sao vậy? Con mệt nhiều hay sao con ngủ Anh trong chưa xe? đi. Ăn thử thôi hả? Anh chưa. Anh chưa. Gì? Thử cái gì con? Ship hả? Thử. Không biểu anh thử đi, anh thử đi. Anh thử ship nè. Mùi thơm. Cái này là chips làm bằng bột Khoai tây hả? no, maize. Mấy ta hả? Bột bắp. Bột bắp. Bắp. Ngon. Con mời ông bà cô chú ăn. Mẹ mặc cái chú anh. Mời ông bà cô chú ăn với đi em nha. Ok. 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 Mà Mỹ có làm gato mà. Nói Đấy. mình đi về. Cái này mình ăn thú rồi. Đợt cái này ăn tốt quá. Chút nữa thôi là anh thú bên ngọt. Mình đi là mê lắm bên ngọt luôn. Ừ. Papa lấy ra bên ngọt không? Ok. Con làm con vậy? Bánh chuối nướng. À, bà lấy bánh chuối nướng ra ăn. Mẹ làm bánh chuối nướng. Này. Gato chuối. Không nóng gì hết. Không nóng gì hết hả? Có nóng không? Năm chút. Năm chút hả? Năm năm nữa. Con có mệt nhiều rồi, con đi ngủ hả? Ngủ trong nhà và cái biển. Ngủ trong nhà và cái biển. Hết Ngủ chưa lại gì? Đây. Đó. Nhà ngủ trong siêu tu. Nhà ngủ trong siêu tu này. À. Giờ phải làm hết ngủ trong siêu tu. Làm hết ngủ luôn. Vậy hả? Muốn Giờ hết buồn ngủ giờ luôn hả? muốn ăn thôi á. Này. Giờ muốn ăn muốn uống thôi hả? Này. Ok thầy Đi bay chơi. với chơi thôi hả? Ok và Giờ cách muốn bánh. làm cái đây thôi. Ok. Khỏi ngủ luôn. Ừ khỏi ngủ luôn. Bây giờ ăn thôi.
Anh cứ chơi thôi, khỏi ngủ luôn. Em uống đi chơi. Em uống chứ chơi thôi. Này, ai muốn anh mình u chắc đúng á. À, tao ăn chịp. Nóng quá hả? Nóng, nóng, nóng. Nóng. Nóng mà ngồi, nóng mà ngồi. Nóng hả? Nóng nhiều hay nóng ít? Coi anh sao này. Coi anh sao này. Còn cái này dơ đi. Anh kết một miếng cho em. Cảm ơn Mỹ. Cảm ơn Mỹ gì? Làm cái đây đó, làm cho ba mất. Cảm ơn Mỹ làm bánh gato cho con hả? Ngon không? Liam đi chợ về, Liam đói bụng. Anh không nói gì luôn. Anh không nói gì luôn. Anh phơ phơ á? Không nói gì. Người giang nhân. Ngại á, không có gì hết á, không nói gì hết hả? Này, một nhân ngon cho mẹ này. Này vô dụ. Rồi, cảm ơn chồng yêu nhiều nha. Chồng yêu không ăn hả? Chồng yêu không ăn hả? Hả chồng yêu? Anh như này nè. Ok, 1, 2, 3, vô. 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 Em ăn không xét tập này luôn. Ngon á. Bộ nấu ngon. Thơm đó. Thơm. Em thấy không có sô-cô-la ngon hơn hả chồng? Tại tối kèm bây giờ không thấy sô-cô-la sụt thật. Là đồ... Giờ nãy bỏ sô-cô-la con gà vô rồi. Hả? Ngon quá. Liam ăn phơ phơ luôn rồi. Ăn phơ phơ luôn rồi. Mấy trái chuối làm ra cái bánh gato. Ngon. Này, có xong rồi. Nói chuyện với ba, nói chuyện tiếng Pháp, cái miệng nó dùng khấy luôn à. Này. Sống bố một ba. Ngon không? Si bông là nói sao tiếng Việt? Yes. Yes. Ngon. Ngon đúng rồi. Con biết đếm từ mấy? Từ số bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ đó cô? Cái đó tiếng Việt đó hả? Hả? Trời ơi, đó tiếng Việt đó. Hả? Thật hả? Phải hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếng Anh rồi. Người đến tên 12 của tiếng Anh rồi. Vậy. Này, món sao? Nói vậy? Học món cái tiếng Anh. Tu veux comme ça ou plus gros? J'ai une blague. Mais c'est trop petit ça. Mais non. Non merci. Papa ăn hết. Papa ăn hết luôn á. Papa cách nhân này để cho Liam ăn, papa ăn nhân này. Ok. Ok. Papa cách một bao đủ. Papa ăn hết luôn nha.